chòi của nhà chú. Xí trưa mình sẽ ăn trưa ở trong cái chòi này nha. Cái lá sen đi mà lấy che nắng á. Đúng này quá tầm. Mở cái đâu đi sợ mưa là bị vô. Ồ nó có cái gai. Là mất liền chứ để này là mưa bị cứng. Đau tay nha, có cái gai á. Cái lá sen nó to bằng cái nón. Kéo đi, kéo đi. Ở đây anh. Nè. Cái lá sen này nó to. Hai chị sẽ lấy lá sen để bọc lại thức ăn rồi nướng. Cái này là mình ướp dăm giả, là mình ướp gia vị vì hành tỏi rồi thôi đó hả chị? Giờ ướp dăm giả. Dạ. Ướp ớt xanh rồi đó. Mà gà que là thơm ngon nhất nách rồi. Là thịt heo que nữa. Ở bên đây là mình nấu cháo, nó là cháo lòng gà hay cháo gì chị? Bên đây mẹ sẽ nướng chưa? Dạ. Nướng cũng ngon. Sen nướng rồi anh. À, nướng cho chị một đời. Anh chị chị. Anh nên bao nhiêu? Có cái thằng chị chứ. Em tưởng thọ. Tưởng thọ hả? Châu vô mấy tiền nếu tưởng thọ chị. Kêu là em đi chị. Dạ em chị. Thôi cái tên đi. Dạ chị tên gì? Tên Kim Anh. Chị tên Kim Anh, em tên Ngọc. Chú cô bác ơi. Xin chào. Đây là anh sẽ nướng cho mình một cái đài sen ăn rất là ngon nha. Lạ. Mà nhìn cái bếp lửa thôn quê ha. Củi lửa. Cái nồi nấu nhỏ đằng nồi nhìn nhớ quê quá, nhớ bà ngoại. Ngày xưa. Cháo ở đây thì chị sẽ nấu với lòng gà. Còn cái món ăn mà gói ở trong lá sen thì là thịt heo gói lá sen nướng. Bên cạnh là có đài sen nướng và thịt ba chỉ nướng mọi. Wow, xôi quá. Wow. Xong bây giờ là đã xong một món cháo rồi, cháo lòng gà. Đó, bây giờ chị múc cháo này đó. Và wow, lòng gà nha các bạn. Nóng sôi bắt có hạt sen và lòng gà. Có thịt gà nữa. Nóng quá. Nè, bằng kỹ thuật cực kỹ. Thịt vàng ươm. Anh cứ xéo qua đây trên thịt luôn. Bỏ cái gì đây? Lá sen nó nhít. Wow. Hấp dẫn. Sạch đẹp vậy đó, đó cho nó sạch đẹp. Sạch đẹp. Chị mình dính cái lá sen ở bên đây nè. Dạ. Thôi anh ơi, nổi tiếng quá anh ơi, chết cho. Ừ, cái thỏi để cái này đang thui cái này. Vô bếp, lấy vô bếp thon mà. Cái này có phải xé ra hay cần xé chứ, em có một lớp giấy bạc ở trong. À. Bây giờ là mình sẽ xé cái vỏ. Cái này là thịt heo nướng hả chị? Dạ. Hấp dẫn chưa? Cái này là mình có ăn kèm với nước chấm gì? Không, cái này mình cũng sẽ chấm với muối ớt xanh luôn á. Ừ. Rồi kèm dạ. Với là hoa sen. Hoa sen cuốn lại ăn mình sẽ có cái vị. Cuốn với hoa sen, dậy sen với lại đài sen. Hoa sen. À. Mình không cuốn rau sống như bình thường. Dạ. Thay vì là mình ăn rau sống thì mình sẽ cúng với hoa sen, nhị sen, đài sen thì lần đầu tiên em mới ăn. Rất là khác biệt. Hấp dẫn nha chị ơi, thèm chảy nước miếng. À, đây là món thịt heo đùm lá sen để nướng. Bây giờ chị Kim Anh chỉ sẽ ôi, xíu nữa mở chị. Ra. Xíu mở ra. Chị mở ra cho em xem. Chị mở ra. Mé ra. Mé không được chị nghe, tại vì có hơi bà lết nữa. Wow. Rất là nóng ở phía trong này, rất là nóng luôn. Khi mà nướng lên là cái thịt nó sẽ được ướp chị, cái gì mở đây. Tay em nướng lá sen nha. Đó. Wow, thơm chưa? Chị sẽ lót rất là nhiều lớp lá vào trong. Wow. À. Ở trong là chị có bỏ thịt heo, hạt sen và ướp hành. Và em thấy là chị ướp rất là ít gia vị luôn. Ha. Chủ yếu là cái vị ngọt và vị thơm từ lá sen, từ hạt sen. Món này ngon mười điểm. Trời, mở ra thơm hấp dẫn quá, thôi đậy lại. Đậy lại để giữ thơm. Cái này gọi là nhân thèm này. Ừ, ớt quá. Thèm quá. Xíu nữa mình
Thơm nha, mà em bóc miếng sen ăn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hai Cô Gái Đà Nẵng. Welcome back to Đà Nẵng Sisters. Today I visit the Trà Lý Lotus Field and I will eat the Vietnamese food at the field. Yeah. Yeah. And you can see behind me is the lotus field. This is so beautiful. And yeah. This is the summer in Vietnam. A little bit so hot, but the view is very beautiful. Yeah. À, các bạn ơi, bây giờ thì mình đang có mặt ở Đồng Sen, ở thôn Trà Lý, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam nha. Và sáng hôm nay là chị em mình đã đi tham quan làng sen và có những cái bộ ảnh rất là đẹp. Thì bây giờ mình phải đến trưa là mình phải thưởng thức ẩm thực nha các bạn. Đi tham quan cảnh đẹp thì không thể thiếu một cái phần rất là quan trọng, đó là ẩm thực. Thì đây là những món ăn rất là dân dã và thôn quê mà anh chị chủ của làng sen Trà Lý đã giúp mình chuẩn bị ở đây. Thì mình sẽ giới thiệu mâm cơm này hôm nay sẽ có những món ăn gì nha các bạn. Đây là những món ăn rất là đồng quê, gọi là mâm cơm đồng quê. Và món đầu tiên đây là món gà nướng lá sen. Đây là con gà và mình sẽ ăn kèm với lại là lá sen. Cánh tươi. Sen, hoa sen tươi, lá sen. Cánh sen tươi, rồi. Cánh hoa sen. Còn ở bên này á, là món thịt heo đùm lá sen nướng nha các bạn. Nướng với ở trong này thì chị sẽ ướp hạt vị. Sen và thịt heo được ướp gia vị rất là đơn giản để mà nó tôn lên cái vị thơm và cái mùi vị tự nhiên của thịt và là sen. Còn bên này là thịt heo nướng mọi. Thì chị sẽ ăn kèm, dặn mình là ăn kèm với muối tiêu, muối ớt xanh và gói với lại, thay vì mình ăn rau sống thì mình sẽ ăn với lại là cánh hoa sen. Đúng rồi. Là một cái nét rất là đặc biệt. Còn đây là một nồi cháo rất là to luôn các bạn. Đây là nồi cháo sen nha các bạn. Và phía trong này thì đương nhiên là sẽ có hạt sen và đầu cánh của và bộ lòng gà. Thì sẽ đem ra để nấu cháo. Và phía trong này cháo rất là nấu rất là từ từ bằng than củi, cho nên là hạt gạo nó sẽ nở bung ra rất là ngon và hấp dẫn luôn mọi người. Còn đây là mâm bánh. Đây là mâm bánh quê. Thì ở đây là sẽ có loại bánh chưng nè, bánh ít, bánh tro. Hạt sen tươi. Còn đây là hai cái gói trà ủ sen. Và đây là cái bánh đậu đen. Rất đậu là đen đặc ngọt. Trưng của Quảng Nam mình. Còn đây là bánh tráng Quảng Nam nha các bạn. Lát nữa thì mình sẽ ăn kèm với những cái thức quà này. Và đương nhiên đặc biệt các bạn có thể để ý không, camera mà em quay lại toàn cảnh cái mâm ăn hôm nay nha. Thì là mình hoàn toàn không sử dụng chén dĩa mà mình sẽ ăn bằng lá sen luôn các bạn. Mình ăn, mình đựng đồ ăn và mình nấu những cái thức ăn đó mình cũng gói bằng lá sen luôn để ướp hương cái lá sen tự nhiên cho đồ ăn của mình. Nó sẽ rất là hấp dẫn và sẽ tạo ra được cái mùi hương vị đặc biệt. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức ẩm thực ở làng sen Trà Lý nha các bạn. Rồi, xin mời các bạn cùng ăn với hai chị em mình. Đầu tiên là cái món này nè. Cái món thịt heo. Thịt heo này là được ướp với lá sen và bọc trong lá để nướng. Thì chị sẽ để nguyên một miếng luôn các bạn. Mình ăn thì mình sẽ cắt ra. Đó, rất là hấp dẫn. Lát lên mình sẽ ăn. Và qua đây là Ngọc sẽ... Đây là món gà nướng. Mình sẽ trước xé gà bằng tay. Và trước khi mà mình xé ăn gà thì mình ha. Cắt cái món thịt nướng mọi này trước nha. Đây, cái thịt nướng là chị nướng bàn ươm luôn. Các bạn, ôi trời, nhìn cái miếng thịt là thấy hấp dẫn rồi nha mọi người ơi. Cameraman để cao cao lên nha, chứ không là không mất nét á, mất cái nét hình ảnh. Ăn tới đâu thì cắt tới đó nha các bạn ơi, tại vì như vậy thì mình sẽ cái đồ ăn của mình nó sẽ giữ được cái độ nóng và thơm. Anh có nuôi một đàn heo. Dịp Tết 30 tháng 4, 1 tháng 6 là anh lùa cái 30 đàn heo. 30 tháng 4, 1 tháng 5. 1 tháng 5 là anh lùa cái đàn heo nó đi bán hết rồi. Anh nuôi heo ở trên núi luôn đó mọi người. Gà cũng để chạy thả vườn luôn. Rồi mình sẽ cắt từng này thôi. Để mình ăn từ từ rồi mình sẽ cắt thêm. Rồi. Đó. Thời tiết nóng mình mới để cái lá sen chút mình nó đã mềm rồi đó. Nhồi để đó. Đây là món heo.
À, đây là đài sen nướng anh. Nướng em cũng đậm đã bình thường. Dạ, cái sen này là anh chủ nướng. Hồi nãy mình quay quán khô rồi á. Ngon mà. U, còn nóng luôn á các bạn. Anh đưa cho mình nó còn nóng luôn. Mình bóc tách cái này ra. Đó. Bơ đó. Sen nó bùi. Nó còn cái tim sen ở trong này. Mình quay cái gì mình quay hồi nãy rút rồi chứ vừa tới là ngon đó. Nóng lắm không? Ngon. Ở trong nó bùi giống như mình ăn xoài á, ăn khoai á. Nhưng mà hay quá. Có cái thịt, cái tim tan á. Đắng đắng đắng. Vâng. Lái rồi. Do mình để quay cái xích á. Đây là gà nha các bạn. Thì gà ở đây là anh chặt cho mình hai cái đùi, hai chị em hai cái đùi. À. Còn đây là ức gà. À. Mình xé cái ức sơ ra. Mình sẽ xé sơ cái ức gà ra. Đây là cái đài sen nghệ. Đó, rồi. Xé ra để mình u. Ở trong nè. Trắng phao. Gà đây là gà gà quê, gà thả vườn chị Bộ. Gà ngày nào cũng đi tập thể dục hết. Mình sẽ để gà rất là thơm và ngon. Lát nó to ra xíu cho nó ngon. Thịt gà trắng. Ngon quá. Rất là ngon, hấp dẫn. Rất là hấp dẫn. Khi ở trên bếp nó đã bốc mùi hương thơm ngào ngạt. Và rồi, mình sẽ để nguyên hai cái đùi như vậy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thưởng thức món ăn và chia sẻ cái cảm nhận cho mọi người cùng biết nha. Xin mời các bạn cùng ăn với hai chị em mình ngày hôm nay nha. Ăn giữa một khung cảnh cánh đồng sen rất là thiên nhiên và còn được ăn không sử dụng chén mà sử dụng bằng lá sen, rất là đặc biệt. Đây. Bữa ăn này là bữa ăn rất là đặc biệt luôn. Đây là muối tiêu. Muối tiêu mình sẽ giờ mình sẽ bắt chanh lên muối ha. Còn đây là muối tiêu. Muối ớt xanh. Còn đây là muối ớt xanh. Bắt chanh lên luôn. Rồi. Đấy. Rất là đặc biệt. Rồi mình để đây để lát mình sẽ chấm chung á. Ngon lắm mọi người. Thì mình lấy hai đôi đũa. Đũa. Đó, xin mời các bạn cùng ăn với hai chị em mình ngày hôm nay nha. Đầu tiên mình sẽ thưởng thức món thịt này ha các bạn. Đấy, cho chị Ngọc một miếng rất là to nha. Đây các bạn. Chị hướng dẫn cho mình ăn á là mình sẽ lấy cái hoa lai hoa sen này nè. Mình sẽ tách ra những cái cánh hoa. Thì mình nghĩ là mình sẽ ăn những cái cánh nhỏ. Thì sẽ là còn non. Đây, mình sẽ bỏ cái cánh hoa này. Mình sẽ chấm với lại một ít muối ớt xanh như thế này. À. Chấm thịt và muối xanh. Sau đó là mình sẽ cuốn vào trong cái lá như thế này. Và mình bỏ vào miệng mình ăn. Ngọt chưa? Ngon. Ngon nha. Cái vị ngọt của thịt. Đúng rồi. Hòa quyện với vị mặn mặn của muối và muối một chút cay cay của ớt xanh. Và cái thịt heo rất là ngon. Bởi cái da nó giòn. Giòn giòn. Cái mỡ nó cũng giòn. Mà nướng nó săn lại. Mà nó có cái hai lá sen nó ướp vào cái hương của thịt nó rất là thơm nha các bạn. Và đặc biệt á, cái lá sen này ăn thơm dữ. Nhưng mà nó không có, mình nghĩ là rất là dễ ăn luôn á. Nó có cái độ răng này nó hơi dai dai một chút. Ăn nhai nó giống như rau á. Ăn lạ lắm, đặc biệt lắm các bạn. Đúng là bỏ cái lá sen đi cô ăn đặc biệt lắm nha. Hay. Đây cameraman quay cận cảnh thôi. Đây mình sẽ ăn như vậy nha các bạn. Đó. Rồi bỏ cái thịt heo vào trong cái cánh hoa xong mình ăn thôi. Nhìn rất là đơn giản nhưng mà hương vị rất là đặc biệt. Đây mình chấm thật là nhiều ớt đẫm vào. Thêm một xíu ớt xanh như thế này nha. Đó. Sau rồi á là mình lấy một cái lá. Lá mình để vậy. Đó. Xong rồi mình gắp một ít hạt sen. Hạt sen nha các bạn thầy. Gắp thêm miếng thịt nữa. Sen dính vô. Xong. Đây xin mời các bạn nha. Cái hạt sen mùi bùi. Cái thơm thơm. Cái hòa quyện với thịt. Ở đây đặc biệt là chị nấu rất là khéo. Bởi vì cái thịt heo nó chín vừa tới á. Đúng rồi. Chị
chị bọc rất là nhiều lớp lá sen xong rồi bọc cùng một lớp giấy bạc để giữ được cái nhiệt độ cho cái thịt này là khi mình nướng. Xong rồi ngon nha các bạn. Mình sẽ ăn thử cái thịt nướng bên kia kìa. Thịt nướng thì nó cũng sẽ ăn cùng với cái lá nha các bạn. Mình nướng. Rồi. Còn đây. Mình sẽ để ở đây. Lát nữa ăn. Đó các bạn, đây là thịt nướng này, thịt ba chỉ luôn. Cái chỉ thịt nhìn hấp dẫn chưa? Mình sẽ đặt đây là chấm chấm ớt xanh đó. Chấm nè. Sao chị Thảo vị theo? Ngọc cắn cái miếng ớt xanh á, ngon kìa, cay. Có cho Ngọc miếng. Cái thịt heo nướng. Mình chấm nè. Bỏ cho Ngọc miếng ớt xanh vô thì theo quê ngon này, công nhận ngon. Ăn cái thịt cho thơm á. Ớt à? Không, ớt trong cái muối ớt xanh. Ok. Công nhận là cái thịt heo quê thơm nha mọi người. Ăn cái thịt nó khác cái thịt mình mua ở ngoài chợ. Ăn hẳn luôn á. Ngon. Đó. Ăn nữa hạt sen nữa. Ngọc hề á. Thấy cái thịt này nó giống thịt heo nướng lưu. Nó thơm. Còn thịt heo mà mình nướng bằng lá sen và cái hạt sen này thì nó tạo cái vị béo cho thịt và ăn cái thịt nó tươi mỡ ra và nó bùi bùi ngọt ngọt từ hạt sen. Còn vị này là vị rất là quen thuộc của thịt heo nướng lưu thơm. Đúng. Cái da nó rất là giòn. À cái da nó dai, nó dẻo, ăn sực sực. Mặc dù cái thịt nó không có được tẩm ướp như vậy đâu. Chỉ có ướp muối thôi. Bây giờ là chị em mình ăn qua gà đi. Đúng rồi. Thì mình cầm cái đùi nè. Một cái đùi là mình sẽ để cameraman, còn một cái đùi thì hai chị em mình chia đôi. Đây. Thịt này là mình phải chấm với muối tiêu. Hai muối ớt xanh, muối ớt xanh luôn hả? Muối tiêu nè. Đây các bạn. Chị Thảo đưa cái tay vào cho để mọi người có thể thấy được. Đó, đây là cái đùi gà. Không. Ngọc ăn á. Ăn rồi. Đây các bạn ơi, thèm chảy nước miếng. Mình ăn nha. Thịt gà. Dai. Thơm. Ngọt, mềm. Nướng, rất ngon. Mặc dù thịt gà này chị chủ chẳng ướp gì hết. Nướng mỡ hết. Ngon dữ nữa. Với vỏ. Dạ, với vỏ gà, ngồi nó giòn giòn. Cái gà quê ngon á. Gà quê ngon. Ăn miếng rau răm á. Rau răm là hái ngoài vườn ha. Nói chung là ở quê thì cái gì cũng là tự cung tự cấp các bạn. Tự trồng tự hái á. Cho nên ăn cái hương vị rất là thơm ngon. Mà sạch sẽ nữa. Mình chấm qua muối tiêu, ăn muối ớt ăn miếng nữa. Cái lá sen mới để ngồi xíu thôi mà nó héo rồi. Ê có mặt. Sợ mặn nữa. Ăn thêm miếng nữa. Ngon. Vừa ăn. Ăn cái khúc vẫn xám xám mũi da. Nó giòn giòn. Ngon ngon. Ngon nha. Ngọc bẻ đôi em. Mà Hảo ăn cho hết cái đùi gà. Ngon lắm. Đây là nướng mọi nha các bạn. Ngon. Thịt gà không? Ngồi giữa cánh đồng này ăn rồi Hảo. Đó có đồng đồ là mát. Ngon. Ngon. Thịt gà nướng vừa chín tới. Ngon, thơm. Cảm ơn gà quê ngon. Ngon.
dẫn quá. Hả? Hấp dẫn quá. Mình phải ăn một miếng ức gà để mình cảm nhận được. Còn ức à? Còn ức gà. Khoan, rồi á, Ngọc sẽ gói vào cái lá sen này. Đặc biệt á. Cái lá sen rất là đặc biệt. Và chị chủ nói với mình á là thay vì mình ăn rau sống thì hôm nay em sẽ không ăn rau sống mà chị cho em ăn gói với lá cánh hoa sen. Lấy cái muối ớt chanh đó. Ngon. Làm mấy bạn hảo miếng ức hả? Sao quá. Miếng ức thôi mình gói với lá sen. Ngon lắm. Giờ mình ăn qua cháo. Đây, để mình quay cận cảnh cái nồi cháo cho các bạn xem. Nồi cháo này á, là nồi cháo nấu từ đầu cánh cổ và lòng gà nên mình đảm bảo với các bạn là nó sẽ rất là ngọt luôn. Có hạt sen nữa, thơm. Và nếp là vừa có gạo và vừa có nếp luôn nên nó sẽ dẻo và nấu dưới bếp củi rất là... Chị Thảo cho Ngọc xin cái chén. Vì nó bếp củi á, cho nên là cái phần cháo nên nó sẽ được nở bung từ từ. Đó, rất hấp dẫn. Mình ăn xong rồi đây á, mình ngủ luôn ở đây luôn. Kiểu một buổi trưa hè ở làng quê Việt Nam mà mát mẻ, trong gió thổi hiu hiu á. Xin mời các bạn ăn cháo nha. Mình ăn mình và bằng đũa. Đây có huyết rồi các bạn. Vàng, cái lòng gà không tươi, không béo. Ăn nước gan gà. Ăn cái cháo nó thơm, đầu tiên là nó thơm mùi sen. Rồi nó béo béo bùi bùi của sen tươi á, ăn vô mát người. Và sen ở Trà Lý á, để mà trồng và thu hoạch á, thì những cái hạt sen nó chưa bóc vỏ thì nông dân sẽ chuyển lên khu Vĩnh Điện, Quảng Nam để có một cái nguyên một cái làng luôn, thì mọi người sẽ bóc tách sen, sơ chế sen ra thành thành sen thành phẩm, giống như là những cái hạt sen mình đang ăn như thế này là hạt sen đã bóc vỏ rồi nè các bạn. Còn hạt sen á mà như thế này là hạt sen chưa bóc vỏ, là sen tươi. Đây, sen tươi rất là hay luôn. Ngon ha. Không biết chuyện nấu cháo mà chị có bỏ cái nén. Có chút nén nữa thơm. Có người Quảng Nam á, nấu gì cũng bỏ nén hết. Ăn thêm cái nữa. Mình chuyển qua món tráng miệng. Ăn ăn thêm cái cháo nữa. Ngon, nó cũng cái cháo hả? Rồi, thêm một chén cháo nữa. Ngon. Cái gan gà không béo. Cảm ơn. Cái nước gà hầm ở trong nén nó ngọt ngọt cái cháo. Thì Thảo có thấy là chị có bảo nghệ ở trong này không? Thơm. Ngon lắm các bạn. Đậu cánh cổ á, thịt gà thơm à. Cắn một cái hạt sen bùi bùi.
buổi cuối tuần á, như cả gia đình hoặc là nhóm bạn bè của mình là cần một nơi mà để đi chơi á, thì mình muốn đi xa một chút khỏi thành Đà Nẵng á, khoảng 1 tiếng rưỡi đi bằng xe máy hoặc là khoảng 1 tiếng đi bằng ô tô thôi đến đây, mát mẻ tham quan xong rồi ở lại ăn. Có những cái sập hoặc là những cái nhà mấy lá các bạn buổi trưa ở lại á, mát lắm, tại vì có gió mát, với lại là cái hướng này không phải hướng nắng. Cái hướng này rất là mát luôn các bạn. Cái nồi cháo này phải đặc biệt. Lần đầu tiên mà ăn cái cánh hoa sen á, là hơi ngại chút vì thật sợ cái cánh hoa sen nó có bị đắng á. Hoa hay đắng? Nhưng mà thật ra không, cái hoa là nó sẽ... ăn cái vị hoa nó không có hề có vị đắng mà. Mà cái hương vị nó rất là đặc biệt. Mình sẽ ăn bánh nha. Đáng lẽ là mình phải bỏ cái bánh chám nó vô trong cháo đó, ăn rất là ngon. Còn đây là một món thức quà quê của bạn mình. Ở đây thì có bánh ít lá gai, bánh tro, bánh đậu đen nhân đường, bánh chưng, trà sen, và cái này là đài sen. Còn đây là cái này là sen nướng. Còn cái đó là sen tươi đó các bạn, là cái từ cái tươi này bỏ lên chim bếp nướng rồi ra cái này nè. Đó. Bây giờ thì còn bây giờ mình ăn mình nói. Thích cái bánh này lắm. Bánh này là bánh xôi đường à, xôi đường đúng rồi. Ăn. Xôi đường từ đậu đen các bạn. Cameraman zoom zoom tới. Cameraman zoom zoom tới. Rất là dẻo. Ngon. Mới xôi đường đáng lẽ là có con dao cắt là nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ mặt mỏng. Rất là dẻo. Thơm gần thôi. Đậu đen. Thôi nếp dẻ mát lắm. Thơm một gần. Nếp cũng dẻo. Đậu đen vừa bùi. Có hạt mè nữa, thơm. Và có bánh ít đó rồi. Cái này là bánh gì ra? Cái này là bánh nhân thịt. Cho cái muỗng ăn bánh nấu à. Bánh ít lá gai. Bánh ít lá gai nữa rồi. Trong là nhân gì bé rồi luôn. Cái đậu xanh. Đây là bánh ú, nhân mặn, nhân tôm, thịt. Ăn thử nè. Tôm đất á, tôm đồng á. Cái vỏ bánh nó mềm mềm. Ăn với nhân, tôm thịt, thơm thơm. Ngon. Bánh là Quảng Nam đúng không ạ? Tép ở trong có tép đồng, ngon. Mình sẽ ăn qua cái bánh tròn, còn một cái bánh mà nó không thể thiếu ở món ăn mùng 5 tháng 5, ngày Tết Đoan Ngọ của người Việt Nam mình. Và mình cũng đã có một cái video về làng nghề làm bánh tròn hơn 40 năm ở Hội An, thì các bạn nếu mà có muốn tìm hiểu về cách làm bánh tròn thì hãy xem video cũng trước của mình nha. Đây, một cái bánh tròn. Bánh tro, để làm ra cái bánh tro cầu kỳ lắm. Là bánh tro này mình ăn là bánh tro của Đại Lộc Quảng Nam nha các bạn. Còn có một cái làng nghề bánh tro ở trong Hội An nữa. Ăn miếng bánh là kết thúc video. Nó dễ dễ hơn thôi. Vì cánh đồng sen Quảng Nam với khung cảnh đẹp đến nao lòng, trên đường về lại Đà Nẵng, mình đã đến ốc đảo Vạn Buồm thuộc thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam để giới thiệu cho các bạn một địa điểm cắm trại rất là đẹp và bình yên. Bãi cỏ xanh rộng lớn là địa điểm lý tưởng để cắm trại. Các bạn có thể đi dạo quanh làng hay ngắm cảnh chụp hình. Ốc đảo Vạn Buồm nằm trên cạnh một nhánh sông Thu Bồn chảy qua, nước rất là nông, nhiều cá nên có thể tắm xong thỏa thích và rất an toàn, hoặc là các bạn có thể câu cá cho bữa tối ở lại. Các bạn
ơi, trên đường mình từ Đồng Sen, Trà Lý về Đà Nẵng thì mình đã ghé qua một khu rất là thiên nhiên ở bên bờ sông ở tỉnh Quảng Nam. Đây là Vạn Buồm. Vạn Buồm, xã thuộc xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ở thiên nhiên ở đây rất là tươi mát luôn. Và ở đây là một cái bờ sông, gió từ sông rất là mát. Và buổi chiều á là đây là nguyên một đồng cỏ luôn. Mọi người có thể đến đây để mà cắm trại nè, hay là ngồi đây ăn uống picnic dã ngoại. Rất là mát. Và không khí ở đây thì rất là trong lành. Ở đằng sau lưng mình là mặt trời đã xuống núi rồi. Và những tia nắng á, xuyên qua đám mây. Khung cảnh rất là nên thơ. Lâu lắm rồi mình mới có được cảm giác là đi về một cái vùng nông thôn, rất là nông thôn của Việt Nam. Trâu bò, rồi có cả cánh đồng, rồi bên một bờ sông nữa. Nhìn khung cảnh rất là thanh bình và nên thơ. Ở xa kia là mọi người đang thả diều nữa. Một hoạt động rất là bổ ích. Trên đường đi là mình mua trà nè. Thôi, đây là trà, thật sự. Trà thập cẩm, trà quê, trà thập cẩm nha. Mà ở ngay bên bờ sông mình cắm trại là mình có thể làm chèo súp, chèo thuyền. Có được tắm không ta? Tắm được. Tắm vô tư luôn anh. Nhất tắm xong, nhì, ba chấm, các bạn tự điền vào. Đứng đây ăn trà đi. Đó, có một cái nhà đang đứng picnic cắm trại nha các bạn. Rất là bổ ích, một cái hoạt động rất là thú vị. Đó. Bây giờ Ngọc ăn trà nha. Đây là chương trình review trà quê. Trà đây thì sẽ có đậu. Trà thập cẩm. Uống đá mát. Cảnh nó yên bình này, cái bầu trời trong xanh và mây trắng. Trong lành. Có thấy được cái cảnh bầu trời vậy đó. Đúng rồi, không có chỗ nào thoáng mát vậy luôn. Lần sau mình sẽ đến đây để cắm trại. Đúng rồi, và mình sẽ đem súp theo mình chèo thuyền. Ngon. Trà ở đây nó thơm, cái mùi nước cốt dừa thơm nha. Ngọt vừa phải, mà đậu nó béo béo bùi bùi. Mà mình ở đây á, mình ăn cái món này cũng ngon hết các bạn. Tức vào quê mà. Mai mốt mình qua đây mình phải làm thịt nướng picnic. Đốt lửa trại qua đêm, đón hoàng hôn và bình minh rất là đẹp. Ngon, trà ngon. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây và cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này. Và các bạn hãy nhấn like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho hai chị em mình. Vì đó là động lực rất lớn để hai chị em mình có thêm nhiều năng lượng làm ra nhiều video hay hơn nữa dành tặng đến các bạn nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Thank you for watching my video. Let's like and subscribe my channel to support me. And we will make more video about the Vietnamese agriculture, Vietnamese scenes. So thank you and see you later. Bye.